chào các bạn. Hôm nay là Thành Lương đang ở thôn Nà Bắp của xã Đôn Đả. Vâng, Ba Chế các bạn ạ. Thì hôm nay là Thành Lương tiếp tục review cho các bạn cùng xem về cái lớp dạy thổ cẩm của người dân tộc Dao Thanh Phán các bạn nhé. Thì vừa rồi Thành Lương đã chia sẻ cho các bạn biết về cái dân tộc Dao Thanh Y rồi. Hôm nay là cái lớp học của người dân tộc Dao Thanh Phán đây các bạn. Bên cạnh Thành Lương đây là anh Vin. Anh cũng là người dân tộc Dao nhỉ? Dao. Vâng. Và bên cạnh Thành Lương đây là các cô đến để học lớp thêu đây các bạn. Đây là tiến sĩ Văn Tuấn Năng và rất là nhiều các anh chị khác trong bên văn hóa. Thành Lương sẽ review cái trang phục của người dân tộc Dao Thanh Phán ở Ba Chế này cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở đây thì các cô mặc cái trang phục rất là khác so với người dân tộc Dao Thanh Phán ở những cái nơi khác. Trên đầu của các cô có đội một chiếc khăn màu xanh các bạn này, và kèm rất là nhiều những cái màu khác nhau. Ở bên dưới này là cái này không phải cái váy đâu các bạn ạ, mà là chị ơi, cái mình mặc trên này là không phải váy đâu đúng không? À thế cái này gọi là cái gì ạ? Là một bộ áo dân tộc ấy. Tất cả là một bộ hết đúng không? Vâng. Ngồi trang phục rất là đẹp luôn ạ. Ở trên mình đây là những cái hạt cườm phải không cô? Mình đeo những cái sợi, đúng rồi ạ. Những cái sợi này gọi là hạt cườm đúng không? À, mình chỉ sử dụng màu vàng với màu đỏ thôi được ạ. À, mình vẫn được dùng những màu khác không? Có được dùng màu khác không ạ? À, rồi bây giờ mọi người vào trong hội trường đi. À, cô vừa bảo là màu xanh cũng được đây, ở đây thấy cô có cả hạt cườm màu xanh đây. Rồi mọi người vào trong hội trường đi ạ. Hôm nay là cái lớp khai giảng thêu thổ cẩm của người dân tộc Dao Thanh Phán các bạn ạ. Đây. Vâng, không vừa bắt đâu. Đây là anh Tùng, trưởng phòng văn hóa ở huyện Ba Chế. Có anh Năng anh Tùng. Dạ. Vâng, cháu có cài đấy ngoài kia rồi. Anh Tùng ơi, lớp mình là có bao nhiêu người đây anh nhỉ? Có 25 người. 25 người ạ? 25 bạn. À. 25 chị. Đây là anh Tùng, trưởng phòng văn hóa Ba Chế các bạn nhé. Chỗ ngồi đây là chị Hằng, sơn nữ am ngư keo. Vâng, em đang quay cho mọi người xem.
Cô ơi, ở đây là mình, cái hạt cườm trên cổ mình ấy chỉ sử dụng 3 màu chính thôi đúng không? Màu đỏ, màu vàng với lại màu xanh lá cây đúng không cô? Ngoài 3 màu này ra mình dùng màu khác không hả cô? Không được ạ? Chỉ dùng được 3 màu này thôi. Mình nhờ học xong bài hát chưa? Đây là lớp học thêu thổ cẩm của người dân tộc Dao Thanh Phán, gồm có 25 cô. Đây là các cô đang bắt đầu được biết các bài chỉ mới. Đây là loại chỉ và loại vải nó khác rất nhiều so với loại vải của dân tộc mà vẫn hay dùng. Nghe cô ấy nói thì nó dễ hơn. Đặc biệt là khách châu Âu rất ưa chuộng thổ cẩm Sapa. Thổ cẩm Sapa họ ban đầu cũng dùng thực phẩm như vậy, nhưng sau đấy khi khách nước ngoài đặt hàng, họ bắt buộc họ theo cái này và bây giờ họ theo trên chất liệu này cực giỏi và cực đẹp, mụn chỉ còn nhỏ hơn của các chị. Họ cũng làm được, tại sao mình không làm được thì không ạ? Nên bây giờ mình phải thử, nhất thiết thì mình phải thử. Mình không nên ngại khó, mình bảo ngại khó, mình bảo là ôi cái sợi này nhỏ nó cũng không làm được gì. Luôn luôn mình sẽ không phát triển được và mình không thể ứng dụng được cái sản phẩm. Các chị đồng ý không ạ? Các cô đồng ý không ạ? Mình sẽ thử. Không làm được thì cũng sẽ thử. Đúng rồi, mình ai làm được thì sẽ là có sản phẩm đi. Mình không làm được ra rồi thì mình lại giới thiệu cho con cháu. Đây là cái sau khi khai giảng ấy các bạn, thì giảng viên đang trao đổi với các cô ở đây là cho các cô thêu ở trên một cái chất liệu khác so với cái chất liệu dân tộc bây giờ, và cũng giống như cái tâm lý của người dân tộc Dao Thanh Nhi ở lớp trước ấy, thì các cô cảm thấy là khá là bất ngờ, tại vì cái chất liệu mới này là đôi khi là nó sẽ gây cái sự cản trở, nhưng mà khi mà mọi người làm quen ấy thì nó rất là dễ thôi. Ở đây Thành Lương thấy cô có mang rất là nhiều những cái, cô cho cháu và mọi người xem cái hoa văn ở của mình ở đây. Đây là cái phần ở cái quần đúng không cô? Cái ống quần. Cái ống quần này là mình cũng thêu riêng đúng không? Xong là mình riêng mà nối vào đây sau đó là mình lại ghép vào. May cho vào. Vâng, đây là cái phần ống quần của cô các bạn ạ. Đấy, may xong thêu xong là lại ghép vào. Cái vải này là nó cũng giống cái kia thôi cô, cũng giống cái này thôi nè. Giống như mà cái này trồn, cái này không trồn. Có nghĩa là cái này là mình nhìn sẽ dễ hơn đúng không? Đen cái này nhìn mất hết. Vâng. Thực ra ở lớp Dao Thanh Nhi ở ngoài kia ấy, thì mới đầu là họ cũng nghĩ là không theo được, nhưng mà bây giờ họ làm rất là tốt. Mình phải thử thì mới được cơ. Vẫn được. Vẫn được đúng không ạ? Vâng. Bên này là chị Đạ Hằng đang trao đổi với các cô các bạn này.
Bây giờ là mọi người đang ra ngoài để chia nhóm các bạn ạ. Chia nhóm thì nó sẽ làm rất là ấy hơn. Và ra ngoài này thì thiếu ánh sáng hơn. Các bạn để ý thấy không? Ở lớp giao thanh phán này khí thế nhiều hơn cái lớp giao thanh y đấy. Lớp này khí thế hơn rất là nhiều. Hai người thì chia ba nhóm. Ở lớp này thì có 25 cô và các chị. Đây mọi người đang chia nhóm này các bạn. Bên này là một nhóm khác đúng không? À thế là bên này lại là một nhóm khác các bạn ạ. Hai nhóm. Đang cổng đấy hả? Đang cổng à? Chú ngồi đi. Nghĩa đi, nghĩa ốc đi. Các chị nghĩa ốc đi.